Ok, mình xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về tập tiếp theo của tựa game Hell From Hell phần 2 với tựa đề là Thời đại khai sáng. Thì sau 3 hôm đi du lịch khá là vất vả trên đất nước Ấn Độ thì đây đã là phần cuối cùng trên đất nước Ấn Độ của đoàn du lịch khá là bất ổn. Thì kết thúc phần này thì chúng ta sẽ có một chuyến đi tàu sang vùng đất mới. Thì ok, thì mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Deep From Hell phần 2 trong thời đại khai sáng. Thực sự đây là một cái series truyền hình mình có thể nói là khá là ăn khách. Chất lượng chuyên môn rất cao. Thì tiêu chí là mình sẽ vẫn đi lấy đồ trước xong rồi sẽ tiến hành đặt bẫy sau. Sẽ qua đây lấy cái liệu bóng chữ cái bóng chày trước này, xong lấy cái kem chống nắng. Ok, bây giờ đi lên lấy cái vợt để tí nữa mình sẽ có việc dùng đến. Đây thì như anh em biết là trong cái game này thì nó có cái cơ chế lấy đồ khá là dị, tức là mình sẽ phải dùng cái con chuột mình dê trong cái vòng tròn này thì cho cái con để đồ vật nó nằm trong đấy. Đây em sẽ nhìn này, mình sẽ tháo nước của bể bơi này, mình rơi ra con mực. Chút nữa thì đây sẽ là một cái bẫy xoay vòng của cái phần này. Anh em để ý là chỗ này là có cái ấy đây, có cái từ cửa hàng mà bán mũ rồi. Khăn ở đây và có đủ hình dạng kích cỡ à, thì đấy anh em thấy không? Chút nữa thì mình sẽ phải sử dụng cái bẫy xoay cái chỗ này để làm cái bẫy xoay vòng cho cả game. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Đây mình sẽ nhặt thêm một con nhím biển khác ở đây. Thì đây cái áo lũ lẫy của Olga thì mình sẽ đấy, em thấy không? Đây giống như kiểu một cái kiểu giống cái đòn bẩy anh em quăng cái ấy lên ấy. Quên đây, cái này sang đây cho voi tí thể hiện. Thích đi chiều voi mới kinh như này. Đây mình sẽ phá cái bóng đèn bằng cái công cụ vừa mới chế tạo từ áo ngực của con ga với hoặc của dưa hấu. Đấy, em thấy không? Úi dồi ôi. Đây mình sẽ để cái con chim biển tiếp theo vào đây. Chút nữa thì sẽ có một pha xử lý mà đã được đẳng cấp rất cao để cho kem chống nắng lên đây cả. Ui. Xong rồi. Con với cái nhờ trông chó một tí thôi không còn được. Láo này, láo này. Ui, tí thì ấy. Mày phải đấy cũng tỉnh đòn không là xử lý đi vào lòng người. Đoạn này mình sẽ phải đi vòng một đoạn khá là xa thì mới sang đến chỗ này. Đưa cho con chó cũng khúc xương ạ. Úi dồi ôi. Thì mình sẽ để con bạch tuộc cuối cùng vào trong chỗ này. Ok, sẽ xong.
Cả mình sẽ bị delay một chút ở cái chỗ phần giấc ngủ của bà mẹ thanh niên này. Thì ra cái thời gian nó sẽ trôi hơi bị lâu. Thì mình sẽ còn một cái liên hoàn bẫy ở đây nữa. Đó. Quấy. Khẩn trương, mẹ gọi kìa. Chạy nhanh. Chạy rất nhanh. Ra dắt chó đi dạo hộ mẹ phát thế nào. Úi dồi ôi, ngã quả xuống đây đau ấy, không có nước. Các bạn ơi, anh để ý chó mà nó gặm xương thì chúng ta không nên gọi là đến gần. Tránh những trường hợp đáng tiếc như này xảy ra. Trường hợp rồi là trường hợp khá là đáng tiếc. Cho nên chúng ta không nên làm những cái điều như thế. Đấy. Và đây là sẽ là bẫy cuối cùng của game. Khi chúng ta sẽ sử dụng cái con bạch tuộc vừa lấy từ cái bể bơi. Ui, thôi 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 xong rồi, kẹt cho phát. Ui, thôi. Tức đỏ mặt luôn. Ok, mình xin cảm ơn bạn đã theo dõi hết video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn đón nhận những video mới nhất từ kênh YouTube của mình. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.